Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và dành cho những bạn nào chưa biết về mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là nữ, tên đầy đủ là Hoàng Thiên Nữ. Và mình là cựu sinh viên của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và hiện tại mình đang học thạc sĩ tại trường Đại học Soo Chung Jang Hàn Quốc. Thì hôm nay mình làm chiếc video này để cung cấp một số thông tin cơ bản nhất về ngôi trường của mình, cụ thể là về khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì mình hy vọng rằng những thông tin mà mình cung cấp trong video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc các bạn chọn lựa ngành nghề, cũng như là các bạn nào đang có nguyện vọng vào học công nghệ thông tin tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, thì điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các chương trình đào tạo công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì hiện tại ở khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang có 4 chương trình đào tạo cho ngành nghề công nghệ thông tin. Đầu tiên là về chương trình tiên tiến, hay còn được gọi tắt là chương trình ABCS. Thứ hai là chương trình Việt Pháp. Thứ ba là chương trình chất lượng cao. Và cuối cùng là chương trình chính quy. Ok, thì bây giờ mình sẽ cung cấp chi tiết từng thông tin của từng chương trình cho các bạn nha. Ok, thì mình sẽ nói về chương trình đầu tiên, đó là chương trình tiên tiến, hay còn được gọi là chương trình ABCS, viết tắt của từ Advanced Programming Computer Science. Thì các bạn có thể thấy là tên của chương trình này có từ Computer Science, như vậy thì chuyên ngành của các bạn đầu vào đã xác định là học về khoa học máy tính. Và cái chương trình này sẽ hoàn toàn dựa trên một cái chương trình giảng dạy của trường Portland ở bên US, ở bên Mỹ. Thì đối với chương trình tiên tiến thì các bạn sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là thầy cô sẽ giảng bài bằng tiếng Anh và các bạn sẽ phải thuyết trình cũng như là làm báo cáo, làm bài tập về bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do vậy thì chương trình này sẽ có một cái yêu cầu đầu vào tiếng Anh, đó là các bạn phải nghe đọc, viết và viết được tiếng Anh, tức là tiếng Anh của bạn cũng sẽ ở mức khá. Nhưng mà chương trình không có một cái chuẩn nào hết cho đầu vào. Nhưng mà chúng ta sẽ có chuẩn đầu ra tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là để mà có thể tốt nghiệp được thì các bạn phải có bằng tiếng Anh. Và đây là chương trình có yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh cao nhất trong tất cả các chương trình. Thì cụ thể là để có thể tốt nghiệp thì các bạn cần có đầu ra tiếng Anh là tương đương với IELTS 6.0 hoặc là TOEFL IBT là 79 điểm. Thì theo như mình đi hỏi một số thông tin từ các bạn á, thì trường khoa công nghệ thông tin hiện tại chỉ chấp nhận cho các bạn 2 bằng. Đối với chương trình tiên tiến thì các bạn chỉ chấp nhận được 2 bằng, 2 chứng chỉ, 2 loại chứng chỉ, đó là IELTS và TOEFL IBT thôi. Và nói về một chút về cơ sở vật chất của chương trình này thì ở chương trình này thì các bạn sẽ được học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Địa chỉ của trường là, để mình nhớ coi, A few moments later, số 225 Nguyễn Văn Cừ ha, phường 4 quận 5. May quá mình vẫn còn nhớ địa chỉ của trường. Địa chỉ trường là 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4 quận 5 nữ nhé. Các bạn sẽ được học trong một lớp có khá là ít sinh viên, từ đâu đó 40 mấy hoặc là 50 mấy sinh viên. Do vậy thì cái chất lượng nó sẽ tập trung chất lượng rất là cao. Và các bạn sẽ được học phòng máy lạnh cũng như là những cái thiết bị cung cấp cho các bạn sẽ là những thiết bị rất là xịn sò. Thì khi mà các bạn học hệ này thì các bạn không cần phải quan tâm là chất lượng giảng dạy đâu. Tại vì chất lượng nó, theo như mình đánh giá thì chất lượng là xịn nhất rồi. Do vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc gì? Điều đó đồng nghĩa với việc là đây là hệ có học phí cao nhất trong tất cả các hệ. Và cụ thể thì theo như mình lấy thông tin trên website tuyển sinh năm 2020 thì học phí đâu đó ước tính là 47 triệu một năm. Ok, thì mình nghĩ đó là toàn bộ thông tin cơ bản nhất về hệ tiên tiến chương trình ABCS của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ok, thì hệ thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hệ Việt Pháp. Thì nghe đến cái tên thì có lẽ các bạn cũng đã hình dung ra rồi, đó là chương trình học của chúng ta sẽ bằng tiếng Pháp. Thì đây là cái chương trình liên kết 1-1 giữa trường Đại học Lyon ở bên Pháp và trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì
các bạn, theo như mình hỏi một số bạn đã học cái hệ chương trình này á, thì các bạn nói là bạn không cần nhất thiết phải có yêu cầu đầu vào là các bạn phải biết tiếng Pháp. Thì năm đầu tiên chương trình giảng dạy của các bạn sẽ bằng tiếng Việt, nhưng những năm sau đó thì tiếng Pháp sẽ được lồng vào nhiều hơn trong chương trình giảng dạy. Các bạn có thể hiểu năm na đó chính là khoa sẽ cho thời gian các bạn củng cố cái tiếng Pháp, cái trình độ tiếng Pháp của các bạn. Thì ngoài ra thì các bạn cũng phải có những cái môn liên quan đến như là pháp văn để các bạn củng cố tiếng Pháp của các bạn ở trong cái chương trình học. Thì theo như mình được biết á, khi học chương trình này thì các bạn sẽ có cơ hội đi học ở bên Pháp một năm vào thời điểm năm 3 ha. Nếu như các bạn có bằng DELF B2 tiếng Pháp và các bạn vượt qua cái vòng phỏng vấn và thì các bạn sẽ có cơ hội đi học ở bên Pháp một năm. Ok, thì khác với chương trình ABCS một chút, đó chính là chương trình của hệ Việt Pháp thì sẽ thiên hướng về software engineer và hệ thống thông tin nhiều hơn là kỹ sư phần mềm. Do vậy thì nó có thể sẽ không phù hợp với một số bạn mà các bạn muốn học về nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hay là những cái ngành học liên quan nhiều đến khoa học máy tính nào. Thì nói về học phí của chương trình này thì chương trình này có học phí xếp thứ 2 và đâu đó ước tính học phí một năm là 44 đến 45 triệu một năm. Thì về cơ sở vật chất thì các bạn cũng sẽ được học ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ và một lớp cũng ít sinh viên, và các bạn cũng sẽ học những cái trang bị thiết bị giống với chương trình ABCS. Thì như vậy các bạn có thể thấy là cái sự khác nhau giữa chương trình ABCS và chương trình Việt Pháp chỉ là về mặt ngôn ngữ thôi. Rồi ok, thì đó là cái hệ thứ hai, hệ Việt Pháp. Rồi thì cái hệ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hệ chất lượng cao. Ok, thì hệ này khá giống với hai hệ còn lại, đó chính là các bạn sẽ được học ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ và phòng ốc cũng xịn sò, tức là các bạn sẽ học trong phòng máy lạnh và cũng ít sinh viên, một lớp từ 40 đến 50 mấy sinh viên. Nhưng mà các bạn có một sự khác biệt, đó chính là các bạn sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Việt. Do vậy thì chuẩn đầu ra tiếng Anh của hệ này nó sẽ thấp hơn, đó chính là các bạn chỉ cần có IELTS tương đương với 5.0 và TOEFL IBT là 45 điểm. Hoặc là điều đặc biệt là chương trình này còn có thêm một option nữa, các bạn có thể có bằng tiếng Nhật N2. Nói về chuyên ngành của chương trình này thì chương trình này sẽ khác một chút xíu, đó chính là các bạn sẽ học 2 năm đầu tiên những môn cơ sở trước, rồi sau đó đến năm 3 thì các bạn sẽ được chọn chuyên ngành. Thì về chuyên ngành thì chúng ta có 7 chuyên ngành, mình cũng không nhớ lắm nên mình sẽ đọc ha. 7 chuyên ngành đó chính là kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính hướng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, mạng máy tính viễn thông hướng an toàn thông tin, công nghệ trí thức và thị giác máy tính. Thì đó, đến năm 3 thì sau khi các bạn đã học những cái môn cơ sở xong rồi, những môn kiến thức nền rồi thì các bạn sẽ được chọn chuyên ngành. Và cái chuyên ngành được mở nó sẽ phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký vào cái chuyên ngành này, là không phải ai đăng ký chuyên ngành nào thì cũng sẽ được mở. Nhưng mà theo thống kê trong những năm gần đây thì các chuyên ngành mà được mở được nhiều sinh viên chọn nhất đó chính là về kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin và khoa học máy tính. Ok, như vậy thì chúng ta đã đi qua được, tìm hiểu được 3 hệ chương trình đào tạo. Và 3 hệ chương trình đào tạo trên được gọi là hệ nằm trong danh sách hệ chương trình đào tạo đề án. Thì cái tên nó là như vậy. Và các bạn thấy là điểm chung của 3 hệ chương trình này đều là học ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ, và các bạn sẽ học trong lớp có ít sinh viên và cơ sở vật chất, được cung cấp cơ sở vật chất tốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về hệ cuối cùng, đó chính là hệ chính quy của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì hệ chính quy này khác với 3 hệ còn lại là các bạn sẽ học tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, đó là cơ sở 2 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Cá nhân mình thì mình thích cái cơ sở Linh Trung của trường hơn, tại vì nó sẽ thoáng mát và cái khu viên nó cũng rộng rãi hơn và thoải mái hơn so với cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Thì nhưng mà cái theo như mình được biết á, thì lúc năm học của mình ha, thì mình học 2 năm ở cơ sở Linh Trung và 2 năm ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Nhưng mà bây giờ thì nó có một chút thay đổi, đó chính là các bạn học chính quy thì các bạn sẽ học 3 năm tại cơ sở Linh Trung và năm cuối thì các bạn sẽ học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
Và do là hệ chính quy không nằm trong cái chương trình đề án, như vậy thì cái số lượng sinh viên của các bạn khá là đông, tức là các bạn lên đến 70 đến 80 sinh viên một lớp. Và các bạn đương nhiên thì các bạn sẽ không được trải nghiệm những cái chất lượng giống như chương trình đề án. Phòng học thì các bạn sẽ học ở giảng đường bình thường ha, không có học trong phòng học riêng cũng như là không có máy lạnh. Thì cũng phải thôi, nó phải đánh đổi, đó chính là học phí của cái chương trình này, là cái học phí, chương trình có học phí thấp nhất. Thì đâu đó chương trình của mình sẽ, mình ước tính thôi ha, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 16 triệu một năm. Tức là một kỳ thì các bạn sẽ trả đâu đó 8 triệu một năm. Thì thật ra để tính tiền học phí thì mình sẽ dựa trên chứng chỉ. Tức là nếu mà các bạn học nhiều thì các bạn sẽ phải trả nhiều, còn các bạn học ít thì mình trả ít thôi. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ đưa ra một cái con số ước tính trung bình thôi ha. Rồi thì chuẩn đầu ra của cái chương trình này nó cũng dễ thở hơn so với các bạn. Đó chính là cái chuẩn đầu ra của mình thì mình chương trình này chấp nhận cho chúng ta tới 4 loại chứng chỉ lận. Tức là các bạn có thể có bằng chứng chỉ VNU EBT 176 điểm. Thì bằng VNU EBT này nó là một bằng chứng chỉ của Đại học Quốc gia thôi. Thì nó chỉ có giá trị trong vòng các trường đại học của thuộc Đại học Quốc gia thôi. Và cái số điểm này thì nó tương đương, quy đổi ra ha, thì nó tương đương với IELTS 4.0, TOEFL IBT 32 điểm. Và các bạn có thể lấy bằng TOEIC với 316 điểm nghe đọc hoặc là 181 điểm đọc viết. Thì đó là chuẩn đầu ra tiếng Anh của hệ chương trình chính quy. Ok, thì đó là chương trình chính quy. Rồi, nhưng mà mình sẽ nói thêm bonus thêm cho các bạn một hệ chương trình nữa. Thì nó có tên là hệ cử nhân tài năng. Thì thật ra hệ chương trình này đó là một hệ chương trình khá là đặc biệt ha. Nó giao đâu đó giữa chương trình chính quy và hệ chương trình đề án. Thì đặc điểm của cái chương trình, hệ chương trình cử nhân tài năng là như thế nào? Đó chính là hệ chương trình cử nhân tài năng thì học phí sẽ giống với chính quy, nhưng mà các bạn sẽ được học những cái cơ sở vật chất giống với chương trình chất lượng cao hay là chương trình ABCS. Tức là các bạn sẽ học trong một lớp, một lớp cử nhân tài năng thì các bạn có ít sinh viên, từ 40 đến 50 mấy sinh viên đó. Thì và các bạn sẽ được học trong phòng máy lạnh đối với những cái môn chuyên ngành ha. Nhưng mà đối với những môn đại cương thì các bạn sẽ học chung với lớp chính quy. Như vậy thì làm sao để có thể vào được cái hệ cử nhân tài năng? Thì ở năm đầu tiên á, hệ cử nhân tài năng sẽ chọn những cái bạn, 50% lớp sẽ là thuộc dạng tuyển thẳng. Tức là các bạn có thể là xét danh bạ, xét học bạ, hoặc là những bạn có thành tích trong các kỳ thi lập trình hoặc là các kỳ thi học sinh giỏi. Và 50% lớp còn lại thì sẽ được lấy các bạn ở có điểm đại học top đầu ha. Như vậy thì nếu như mà năm đầu tiên, tức là đầu vào mà các bạn không thuộc diện đủ điều kiện để vào lớp cử nhân tài năng thì sao? Tức là ở đây các bạn không phải thuộc diện tuyển thẳng và các bạn cũng không có thành tích gì nổi bật ở cấp 3, hoặc hay là các bạn cũng không nằm trong top có điểm đại học cao thì như thế nào? Ok, thì các bạn đừng quá lo lắng, tại vì mỗi kỳ thì lớp cử nhân tài năng đều có tuyển thêm. Nếu như mà còn số lượng ha, thì tại mỗi kỳ, kết thúc mỗi kỳ thì lớp cử nhân tài năng đều tuyển thêm những cái học sinh, những cái sinh viên mà có điểm trung bình của cái kỳ đó trên 8.0. Nếu như mà bạn đủ điều kiện để vào lớp cử nhân tài năng, tức là điểm trung bình học tập của các bạn trên 8.0, thì các bạn có thể làm đơn để xin vào lớp cử nhân tài năng. Ok, như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn một số cái thông tin cơ bản nhất về 4 hệ chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ok, thì câu hỏi đặt ra ở đây là vậy em nên chọn học chương trình đào tạo nào là tốt nhất? Rồi thì đây không có một cái câu trả lời cụ thể ha, mà mình nghĩ thì nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện tài chính của từng gia đình của các bạn. Thì nếu như mà các bạn có một cái kinh tế gia đình ổn định và dư dả ha, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn học các chương trình đề án. Và tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn sẽ học chọn học chương trình tiếng Anh hay là tiếng Pháp. Nhưng mà cơ bản thì theo cá nhân của mình á, thì nếu như mà có điều kiện thì các bạn nên chọn học chương trình ABCS, chương trình tiên tiến. Tại vì sao? Tại vì góc nhìn cá nhân của mình thôi, nó hơi bias, nó hơi thiên vị một chút xíu. Nhưng mà theo như mình thấy thì chương trình ABCS thì có rất là nhiều người giỏi. Và
hầu như thì các bạn ở ABCS hơn 50% các bạn ở trong lớp thì các bạn đều có những cái giải quốc gia, giải học sinh giỏi quốc gia về môn tin học cũng như là các môn học khác ở hồi cấp 3 ha. Hoặc không, nếu nói hơn nữa thì các bạn đó thậm chí còn có giải tin học quốc tế nữa các bạn. Các bạn sẽ được học chung với những cái bạn mà nếu không nói là các bạn đó rất là xuất chúng. Nên là khi mà các bạn vào một cái môi trường có nhiều người giỏi như vậy á, thì các bạn học chung với những con, có thể nói là các bạn học chung với con nhà người ta, thì hy vọng là một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành con nhà người ta. Thì mình, cá nhân mình thì mình thích học trong những cái môi trường có nhiều người giỏi và cái sự cạnh tranh đó. Đương nhiên là khi mà học trong đó thì áp lực rất là nhiều và các bạn cũng cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà nếu như ngược lại, nếu mà gia đình các bạn có cái mức kinh tế tài chính đủ và không khá giả lắm thì các bạn có thể học chương trình chính quy, và cái chất lượng đào tạo của ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì có thể họ nói là đứng hàng đầu rồi, các bạn không cần phải quan tâm chuyện này. Nhưng mà có một lời khuyên là nếu như mà các bạn học chính quy thì các bạn nên cố gắng để vào chương trình cử nhân tài năng. Tại vì sao? Vì những lý do sau đây ha. Thì chương trình cử nhân tài năng, các bạn có thể thấy như lúc nãy mình nói là học phí của chương trình cử nhân tài năng giống hoàn toàn với chương trình chính quy, tức là các bạn không cần phải trả thêm một bất kỳ phí nào cả, mà cái chất lượng, mà cái gọi là cái cơ sở vật chất mà các bạn được trải nghiệm nó giống với các chương trình đề án. Đó chính là các bạn sẽ được học trong một môi trường ít sinh viên và cái cơ sở vật chất của bạn sẽ cũng tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn có một giáo viên chủ nhiệm của hệ cử nhân tài năng. Thì trong ký ức của mình thì thầy là một người rất là quan tâm sinh viên. Và cứ mỗi kỳ á, trong 2 năm đầu tiên ha, thì mỗi kỳ thì lớp của mình, lớp cử nhân tài năng đều được gặp thầy và được thầy chia sẻ và định hướng cái nghề nghiệp, định hướng hướng đi trong tương lai. Và cứ sau kết thúc cái buổi gặp mặt đó thì lớp mình đều có cái những bữa ăn thân thiết với thầy. Thì mình thấy là đó là một cái quyền lợi hơn hết của lớp cử nhân tài năng. Và ngoài ra thì có một cái người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như vậy thì các bạn sẽ có người để các bạn viết thư giới thiệu khi mà các bạn cần xin học bổng. Rồi ngoài ra thì thêm một điểm cộng nữa, đó chính là hệ cử nhân tài năng, các bạn sẽ có học bổng riêng cho hệ cử nhân tài năng ở mỗi kỳ. Cái này mình sẽ nói sau, ở phần sau ha. Và cũng như là lớp sẽ có một cái quỹ để các bạn có thể đi dã ngoại và tổ chức các hoạt động ngoại khóa để gắn kết các tình cảm của các thành viên trong lớp với nhau. Thì nói chung là với một người đã từng học lớp cử nhân tài năng thì mình cảm thấy là học cử nhân tài năng thì sẽ có những cái đặc quyền lớn hơn như vậy. Thì đương nhiên là lớp cử nhân tài năng thì các bạn sẽ cũng được học trong cái môi trường nó sẽ đâu đó nó sẽ áp lực hơn, tại vì các bạn mang danh là cử nhân tài năng mà, thì các bạn sẽ phải chứng tỏ là mình thật sự là người có tài năng, thì nó sẽ có một cái sự đánh đổi là về áp lực như vậy. Nhưng mà về những cái đặc quyền á, mà của cử nhân tài năng thì các bạn cũng có không phải là ít ha. Rồi, ok, như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn những thông tin cơ bản nhất của các hệ chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ok, hy vọng thì cái thông tin này nó bổ ích đối với các bạn.